Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh sáng ngày 8 tháng 8 với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Đang vận chuyển trái phép gần 1.000 viên ma túy tổng hợp, đối tượng Nguyễn Đức Nam, sinh năm 1996, trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang. Trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Đức Nam đang ôm một thùng xốp đứng cạnh xe ô tô bán tải có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Bên trong thùng xốp có 5 túi ni lông chứa gần 1.000 viên hồng phiến. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Đức Nam, thu giữ vật chứng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng có hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ ở phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, lực lượng công an bắt quả tang Hà Văn Tiền và Đinh Văn Hậu đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy. Số ma túy trên do Tiền mua của đối tượng Lò Đức Trọng với giá 400.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Đức Trọng. Tại phòng trọ, Trọng tự nguyện giao nộp cho lực lượng công an 5 gói ni lông màu hồng bên trong chứa heroin. Trọng là đối tượng nghiện ma túy. Trọng khai nhận số ma túy này để bản thân sử dụng và bán kiếm lời. Ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thúy Lam, trú tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào năm 2018, Lam hỏi mượn bà Hồ Thị Huệ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đi vay 5 tỷ đồng. Sau đó, Lam mang đi làm thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền thửa đất trên. Lam đã giả chữ ký của ông Chi là chồng của bà Huệ để hoàn thành việc công chứng ủy quyền. Đến tháng 4 năm 2019, Lam ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên với ông Đỗ Đức Thọ để chiếm đoạt 15 tỷ đồng. Vài ngày sau, ông Thọ đến nhận đất thì phát hiện thửa đất trên không phải là đất của Lam. Sau đó, Lam bị bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài mức án 18 năm tù, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Lam trả lại số tiền 15 tỷ đồng cho bị hại. Vào tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinmark Vina trong khu công nghiệp Bầu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ tối qua, một số người đã phát hiện khói và lửa tại kho thành phẩm. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường để triển khai dập lửa. Do đám cháy lớn nên lính cứu hỏa phải dùng máy bơm công suất lớn hút nước trực tiếp tại các ao gần đó để chữa cháy. Đến hơn 0 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may không có thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Sáng nay, tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn Nhổn ga Hà Nội chính thức vận hành thương mại. Trong 3 tháng đầu sẽ thực hiện mở tuyến vào lúc 5 giờ 30 phút và đóng tuyến vào lúc 22 giờ. Tàu chạy 10 phút một chuyến. Riêng ngày đầu tiên, mở tuyến sẽ bắt đầu từ 8 giờ. Trong thời gian tiếp theo, tùy theo nhu cầu hành khách sẽ điều chỉnh cho phù hợp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến. Đặc biệt, trong vòng 15 ngày đầu tuyến khai thác thương mại, toàn bộ hành khách được phục vụ miễn phí. Tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội là tuyến đường hướng tâm chạy từ khu vực ven thủ đô vào sâu trong nội thành. Tuyến này sẽ giúp giao thông Hà Nội giảm được áp lực phương tiện, ùn tắc, giảm áp lực cho các tuyến xe buýt cùng lộ trình. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.